Mặc dù chưa khai trương, nhưng BBT Hiệp Thành đã khủng thế này sao? Dream Center quận 12 hay còn gọi là Duy Nguyễn Tower quận 12 là ba cái tên cùng chỉ một công trình kiến trúc gym đồ sộ, kiên cố tựa như pháo đài thời Trung Cổ, án ngữ khu Bắc Sài Gòn. Cao nhất, rộng nhất, kiên cố nhất và VIP nhất là những cụm từ có thể nói về building khủng này thông qua chuyến đi kinh lý cuối tuần của giám đốc Duy Nguyễn Thăm Thành. Mặc dù chưa khai trương, nhưng vẻ khủng khiếp của nó đã làm cho cộng đồng gymer một đêm không ngủ và mong muốn được là một trong những nhân vật đầu tiên hạ thành, thoát khỏi những ngày tháng tập tại những phòng gym ọp ẹp, thiếu máy móc để đến với một trung tâm gym đẳng cấp chính hiệu do THOL mang lại cả về kiến trúc, không gian, thiết bị và con người. Sau đây, mời các bạn đến với màn review siêu nhộn của gym chúa nhé! Chú ý, văn phòng có phần đam chậu tre và anti-fan. Mong quý vị và khách hàng lượng thứ và thông cảm. Góc nào đẹp ta? Vô nha. Đó mấy em, xin giới thiệu mấy em, đây là hầm nước chữa cháy nha. 50 mét khối đó, hầm nước chữa cháy nha mấy em. Ok rồi không, ở trên đó thì nó, ủa sao cái camera rồi lên đèn nó bị chớp bật ta. Nó nói chung nó cao lắm em, vừa khó nhìn đi hen. Nó sau này á, hai bên tường anh trồng cây nha mấy em, nó kêu là tường cây. Rồi hai chỗ này nè, từ ở ngoài đây nha, từ ngoài đây nè đó, nhìn cái máy camera nè, từ ngoài đây éo vô tới đó là hệ thống tường cây đó, đèn đi sẵn hết rồi nè, thấy không? Mình thực hiện chương trình là gọi là PPT by night đó mấy em, thấy không? Đó đèn lên sẵn hết rồi, sau này hai bên là tường cây ha. Mình vệ sinh một lên nắp đi cái sàn bê tông này thành cái bãi đậu xe, tiếng Anh nó kêu là car parking đó. Còn mình đi vào đây thì ở dưới là tầng hầm để xe, thiết kế dành cho Lamborghini chạy lọt đó. Hai bên nó rộng rãi đó mấy em, anh kẻ sẵn đường luôn rồi, thấy không? Không, ví dụ như xe của em buổi tối đó, chỉ cần nhìn thấy cái tim đường tham lái bảo đảm là không đụng nè. Rồi anh rạch mấy này nè, tạo gì sự gọi là ma sát tăng lên nha. Đó, còn xin trân trọng giới thiệu với các em á, bên đây cũng là tường cây nè, hai hệ thống tường cây tạo một cái khoảng không gian xanh mát, và ở giữa là những cái ô quảng cáo LED đẳng cấp nha mấy em. Ở giữa cái ô này là quảng cáo LED đẳng cấp. Rồi bên đây cũng vậy nha, quảng cáo LED rất là đẳng cấp. Đó, thêm chữ vô nữa, triết lý gym phục vụ cuộc sống, đúng không? Má đừng có tập tà tạ cho cơ nó bự mà ngu. Đó, ví dụ vậy. Rồi ở trên đây là những cái thiết kế dàn đèn tiếp tục. Đó, trên phía này hệ thống quảng cáo là tầng sau nó chạy nha mấy em. Tầng sau người ta lên nắp cái mặt tiền này nè, xong mà làm là cái hệ thống quảng cáo. Đó, bên đây mặt tiền nó hơi dơ nha. Chưa quảng cáo chưa lắp, giới thiệu đây là bậc tam cấp, thấy không? Cái bậc tam cấp bên đây nhìn nó sẽ đẳng cấp hơn bên Bình Tân nha mấy em. Nó rộng hơn, nó xa hơn, nó cao hơn, nó tạo một cái vị thế mà mình đi lên mình được sự tôn trọng đó mà. Loại đá mà anh thiết kế dành cho bậc tam cấp là gọi đá gì mấy em ơi? Nói coi đá gì? Đá xịn nha. Đó, để cho dân chơi người ta nhìn ta hiểu đá gì, mình đi lên thôi. Nè, lên bậc tam cấp. Khi mà lên bậc tam cấp, em sẽ tiếp cận một không gian quầy lễ tân cực kỳ hiện đại, đẳng cấp và VIP. Hiện tại nó làm nội thất chưa xong á mấy em. Thấy không? Đá này, đá ốp cổng, ốp cửa đã không? Nhìn vô rào rộng không? Ô rộng gấp 2 đường bên Bình Tân ngang. Nó nhìn này không? Còn đèn chùm nữa nè mấy em, anh chưa làm xong hết á. Hiểu không? Đó. Những cái ô đèn được bắt rất là đèn này là đích thân anh tuyển chọn nha. Oh, tuyển chọn. Đó. Mà quên, mày đi xuống hầm cái đã quên. Mình giới thiệu, phải giới thiệu từ cái dưới hầm đi lên mới đúng không? Mà cái hầm mắc tiền lắm, mình phải giới thiệu mấy em. Đó. Của cuốn tự động của Tàu hay gì đây? À, của Việt Nam. Đó. Hầm đi vô. Máy móc thì thôi, nó nhập về lâu rồi mà chưa có thiết kế lên được, nó bụi mấy em. Không máy hiệu không à. Trời ơi, quá trời máy luôn. Thôi, hầm nè. Đó. Mày thấy không, cái máy tập bụng của anh là rất là đắt tiền mà coi anh để kìa không. Trời ơi, má ơi, bụi mà cái hầm xe mà tao chơi tao ốp đá luôn kìa, ghê không mấy em, ghê không? Thấy không, hầm xe mà mình chơi ốp đá luôn nó mới sang. Mấy cái chỗ khác á thiệt em, cái hầm xe nó xấu quá.
Còn mấy anh nhìn nè, hầm xe của anh nè, hệ thống phòng cháy chữa cháy đúng không? Rất là hiện đại và đẳng cấp. Đèn nè, trời đất ơi, đèn này xịn đàng hoàng. Đèn thấy không, đèn treo rồi xịn nè, nè, nè. Mình đầu tư là phải chơi, mình xuống bát gì đó mới được em. Nếu có mấy thằng làm ăn chụp giật nó đầu tư nó tiết kiệm lắm, không có chơi, đúng không? Nè, trời ơi, đá ốp nè, thấy không? Mai mốt nó vệ sinh đi, nó dán keo vô là chảy ke nha ba. Đó, đó. Tầng hầm thì thôi sâu thâm thẳm luôn ông nội. Thấy không, sâu thâm thẳm luôn mấy bác. Bà con của bác, máy chạy bộ đồ quá trời luôn. Má ơi, máy đồ để dưới đây cá đóng chừng nào mới khiêng lên ráp trời. Thầy ơi, mệt quá. Đó, thôi bên đây nó bị kẹt cái này rồi, đi vô không được. Bạn nhìn thấy không nè. Thấy không, cầu thang, thang máy, đồ xịn, đồ đà xịn xò lắm. Nhìn nhìn cái dách kìa trời, cái dách kìa úp gì trong mà nó xoáng như ta. Này là cái gì mấy em? Di Nguyễn Tower nha. Di Nguyễn Tower. Đây, xin chân gặp phải đá, lót đá đàng hoàng, đây là đá nha. Sàn Di Nguyễn chơi đá chứ không có chơi gạch. Gạch là thường thôi, đá nó mới đẳng cấp mấy em. Nó đá này không? Quầy lễ tân nha. Còn cái loại gạch này của bạn á, nó thật sự á, là Duy phải đặt ở ngoài Hà Nội vô, ngoài Bắc mới có loại gạch này. Ở trong miền Nam cũng gạch này mà xấu hơn. Cái loại mà ngay on nó dán á, là xấu. Còn cái loại này á, là của anh là đẳng cấp nha, loại gạch này nè. Rất là sang trọng em. Loại gạch này nó thiết kế một cách phong cách rất là đại gia. Đó. Còn đây là gỗ nha, gỗ đất thì anh đi chơi gỗ đất thôi. Nó chưa lao, nó hơi dơ thôi em. Nó chưa, nẹp, anh chơi là nẹp này luôn. Không có chơi đẹp nhựa đâu ba. Còn cái quầy này quầy được kệ sấp nha mấy em. Trời má, nhìn xuống cái dốc đàm ghê ta. Ở trong kia còn hầm nữa kìa. Đó, trong kia đồ để mà gì máy phát điện rồi đó mấy em. Nó, cái này là nội thất nó đang làm nha mấy em. Nội thất nó đang làm nha, nó đang làm chưa xong. Anh chỉnh chu nội thất từng chi tiết nhỏ luôn. Đó, cái này là giờ gỗ nha. Xong ở đây đi hai cái mảng tường cây đề chữ Duy Nguyễn Đại Đế nha mấy em. Rồi cái đây nè, má cái cột kìa, nhìn ớn sườn không? Má ơi, cái nhà cái cột kìa. Cái vải đạn thì cây bên này nữa. Đó, cái này là cái quầy lễ tân nó làm chưa xong đó. Mốt đây là chữ BBT BBT đó mấy em, nói rồi nè. Má cái quầy lễ tân mà năm cặp trên đây còn rộng nữa mà nó dám nói chật. Đó. Thấy chưa? Cái gì đá gì mà gõ cái cốp cốp đã ba. Được má, bàn này bằng đá lạnh mày. Được nha. Bàn lấy tân bằng đá đồ. Trời, má rộng dữ ta. Giống sảnh khách sạn quá mày. Má rộng bãi xoài. Đó. Sau chỗ này là cái chỗ mà gọi là mình dựng cái tủ lên, mình đựng hồ sơ tập luyện á. Đù dây điện nó đi kìa. Má ớ ngăn không. Dây điện nó đi kê thiệt. Rồi xin trân trọng với mấy em. Cái phòng này là phòng kickboxing nha. Đó, sau này thiết kế cái dàn kickboxing nằm đây nè. Cái lối này là lối đi vào sảnh tập luyện mấy em. Ví dụ như mà em đóng tiền ở đây xong, đi đóng tiền ở đây xong, cái mình đi vô cái sảnh đồ mà rộng thanh thang nè. Nốt anh lắp những cái tủ ở đây, những cái tủ đẳng cấp để chứa súp cho tụi em nhìn thèm. Đó, phòng cháy chữa cháy lên hết rồi, đèn lên hết rồi. Mà anh không biết công tắc mở đâu nè, đèn chùm nè mấy em. Nó làm đèn đồ tạp lắm chứ, đồ dở nha. Không, cái cảm giác mà tụi em đi trên cái sàn gỗ của Đức á, nghe tiếng giày nó rất là đã nghe. Rất là đã. Ốp đá nhìn nó, dòng đá nhìn hoàng gia chưa? Thấy hoàng gia không? Mình chơi nó phải như vậy đó mấy em. Ở Việt Nam này làm nhà nó lặn vậy á. Còn thang máy nó xài được rồi nha. Tụi bay thang máy nó chưa có bàn giao, không phải nó chưa bàn giao tại nhà em chưa xong, nó chưa có tháo cái này ra thôi. Thang máy nè, nhấn cái kịch lên xuống mở cửa. Thang máy rộng hơn Aeon nữa vậy. Nè, thang máy rộng hơn Aeon nữa nha. Nó mốt tụi em tập, tụi em đi từ từ. Nó mốt tụi em tập, tụi em đi thang máy thoải mái luôn. Nó chưa tháo, nó còn dư này không? Nó chưa tháo nè, mốt nó tháo là hết. Thang máy rộng lắm. Còn bên đây á là đá. Anh chơi đá ngoài sàn, anh chơi đá nhiều lắm. Cái thang thoát hiểm nha mấy. Mốt cháy nhà chạy đường này nè. À, xin nhắc lại nha. Cái phòng này là phòng mà sale. Mấy thằng sale vô đây nó ngồi gọi cho khách, nó đủ khách lên tập này nọ đó. Đồ, có điện rồi nè. Đó, có điện rồi nè mấy em. Không, đơn giản, từ từ thiết kế. Cái chỗ này chưa có ý tưởng mà phòng cho nhân viên kệ làm xấu cũng được. Còn phòng nào cho khách, đó, điện lên rồi, điện lên. Đồ, có điện lên, điện lên. Này thì điện lên. Đó, phòng này phòng kickboxing đó mấy em.
kickboxing ha, nãy sơn chưa xong là nó còn phải sơn tới đỉnh cái trình nữa, cái trần nữa, cái trần nó làm chưa xong nha mấy bạn. Thấy không, tinh tế không nè, đá một cái làm chỉ nữa kìa, ba sọc nha mấy. Chết mẹ rồi, chết mẹ, nãy làm hơi bị trùng hợp ta. Hên đó nha, hên là cái nền màu xám á, má cái nền màu vàng, cái chết mẹ luôn rồi. Mà cái vụ này không có việc nè, cái vụ mà nền đá ba sọc này là không có việc nha. Thằng nào làm mẫu vậy ba? Cầu thang này nó rộng hơn bên cầu thang bên Bình Tân nha mấy em. Má điện nè, giật cái má teo xương rồi. Còn cái này là cầu thang này nó làm rộng hơn cầu thang bên Bình Tân nha. Hai cặp đi thoải mái. Ủa ốp bằng cái gì mà nhìn sang vậy ta? Cái ốp hết vậy luôn hả? Tiền biết nhiêu nói trời. Trời đất, nó ốp gạch hết trơn luôn trời ơi. Cầu thang nó sạch vải. Cái này mà giờ lau dọn cái nữa là nó chảy ke rồi. Trời trời ơi, má ơi máy kìa. Má ơi, cái phòng triệu đô của nó mà nó quăng máy vậy hả, như là đồ lạc son vậy trời. Đây tụi bay giả bộ up Facebook hay up YouTube dìm hàng ảnh này đi. Nè gỗ đây mấy em. Gỗ đứt. Gỗ đứt nha. Xin trân trọng giới thiệu các đồng chí, đây là gỗ đứt nha. Đó. Máy nó quăng trời ơi. Ông nội cha ơi. Má ơi. Trời ơi. Nó quăng. Tha thu lời luôn nội ơi. Trời, cái sảnh gì đâu rộng dữ, quạt máy đâu nhiều dữ trời. Thấy chữ THOL không em? Cái này anh làm là để cách điệu đó. Ví dụ như sau này nè, cái này là cái mảng nội thất anh làm bằng gỗ nha. Anh làm bằng gỗ này, nó có chữ THOL nè mấy em. Mai mốt á, cái anh để mấy cái truyện cô giáo Thảo đồ chú Kim lên đây nè mấy em. Có hình ảnh đồ Nhật Bản, đồ nữ sinh Nhật Bản đồ đó, y tá đồ, cô giáo đồ để vô đây trang trí nha mấy em. À, thấy chưa, bữa nay tận một sở thị đẹp chưa. Mấy cái gỗ không, mấy cái cột chứ mấy gỗ không là tiền không đó. Mốt ốp kiến nữa, tuần sau chắc làm kiến là vừa rồi. Tuần sau anh làm kiến chứ đi máy lạnh. Máy lạnh nè, nó có đèn chùm nữa nha mấy em. Đèn chùm dùng để trang trí, đèn treo chứ. Đèn treo để trang trí, còn đèn này để sáng nè. Thấy không? Nó tầng 2 nha, cái tầng này lại là tầng chuyên về cardio và cái máy tập. Nói chung là một tầng của anh diện tích khoảng 300m² nè. Thì một tầng của anh nó bằng mẹ cái phòng tập người ta rồi. Rồi giờ mình lên tới cái phòng mà cảm xúc thăng hoa, đó là phòng đá nha. Phòng đá nha mấy em. Bây giờ chúng ta cùng nhau lên phòng đá. Đây. Tại vì anh muốn dẫn mấy bạn tham quan nên anh đi thang bộ á, chứ đi thang máy cho nó nhanh chứ. Đó, mà phòng đá sẽ có là có phòng ngủ ổn súp. Đây, phòng ngủ ổn súp không hả, mình cho bạn coi sơ đây. Tất cả mọi hướng bạn có thể đều đi thang máy. Đúng không? Bạn có thể đều đi thang máy hết nha. Rồi cái phòng này là phòng ngủ ổn súp nè. Anh sau này sẽ thiết kế một cái tivi ngồi to đụng ở đây coffee set nha. Rồi cái chỗ này là bộ sofa hình chữ L. Cái bàn, hai cái bàn nằm ở giữa. Rồi các bạn ngồi uống súp tâm tình hẹn hò rồi thoải mái nha. Đèn thì đi rồi nhưng mà nó chưa có gắn vô. Nó treo lủng là lủng lẳng, chưa gọn lắm. Điện đâu ta? Nhưng thôi mà cái điện chi phía đấu chưa xong nó xẹt chết mẹ nữa. Đó. Rồi chỗ này nè, sau này nó gắn những tấm kính mà. Nó gắn những tấm kính vào. Nó ốp gỗ ở trong, này là gỗ nè. Rồi xong nó gắn những tấm kính vào. Nó đầu tư tốn tiền cũng đó ba. Mấy cái thằng khỉ khác là nó sơn phát một thôi. Hiểu không? Còn đây là sơn ba sọc. Sơn ba sọc nhưng mà nó hơi bị dơ nên sẽ sơn lại. Đó. Đây là hệ thống cột. Đó, đây là hệ thống cột, thấy không? Ở đây là cái gì? Ví dụ như bình thường mở ra lấy khí trời. Đồ mát quá. Đó, xong rồi trời mưa đóng vô mở máy lạnh. Thiết kế linh động lắm em. Thấy không? Trời mưa đóng vô mở máy lạnh. Thấy chưa, nhìn trần đẹp không? Anh rất là tâm đắc ở cái trần. Cái trần này nó cũng tốn rất là nhiều thời gian công sức thiết kế, không? Không phải đơn giản mà nó có trần rồi đâu ba. Cái này mở được chưa trời? Cái chỗ này chỗ đàn ông đắc. Mà tao thôi ghê quá. Nói chung rộng lắm, cái phòng mà đàn ông đắc nó rộng gấp 2 lần bên Bình Tân lắm em. Nói chung là hai cái toilet nam và nữ thì nó rộng gấp 2 lần bên Bình Tân. Thì tuần sau anh cho làm toilet luôn. Còn đây là những cái tủ locker, locker nó có hai nơi. Ở trong đó, ở trong đây nó có locker nữa nè.
ở trong toilet nó có locker nữa, và ở phía ngoài nó có locker nữa. Locker phía ngoài nó dự trù cho những cái trường hợp nào mà gọi là nó dự trù cho những cái trường hợp nào mà ở trong nó bị hết đó mấy em, thì mình bỏ ngoài. Thấy không? Đó, xong rồi mốt nó còn hại locker ở đây nữa. Hại locker đây, locker đây, thấy không? Nhiều lắm em. Phòng chừng 200-300 cái locker đó. Rồi chỗ này là cái phòng yoga nha mấy em. Đây là cái phòng yoga. Đó. Ngồi đây tập yoga này nọ cho nó khỏe thôi. Không có gì ghê gớm hết. Đó. Má vệ sinh này cũng hơi lâu nha, bởi giờ tuyển vệ sinh. Mấy bạn thấy cái mảng tường của tôi thế nào? Cái mảng tường này là cái loại gạch mà cái mảng tường này là phải ngoài Bắc Kỳ mới có. Ở miền Nam không có loại gạch này mấy em. Loại gạch này anh mua rất là mắc mà anh phải vận chuyển từ ngoài Bắc vô, nó tốn công vận chuyển á. Phải đặt số lượng người ta sản xuất nữa. Nên sau này sẽ làm tiếp loại gạch này cho quận 9 nữa. Loại gạch này độc lắm, tụi em kiếm không có đâu. Ở ngoài nó giống giống vậy thôi nhưng mà nó xấu hơn. À. Tất cả mọi cái hại của Duy Nguyễn Tower á thì bạn có thể là khai thác. Thứ nhất á là khí trời, thứ hai là máy lạnh, tùy vào hoàn cảnh. Không, trời nóng hay trời không nóng, mưa hay không mưa, mà chúng ta khai thác cái hại nào. Và thấy ông nội cái chuyện mà chọn cái màu gỗ với màu gạch là tung tính hết rồi đó. Thấy không, cái màu gỗ với màu gạch nó tương đương. Ở trong toilet là phải là gạch, ở ngoài phải là gỗ đó, mà gỗ là gỗ của Đức nha, nhấn mạnh gỗ giặt money nha. Đó, đây là cái trần này, trần thả tạ nè, thả tạ thoải mái đúng không? Muốn tập tạ phải neo cái tầng trên đây nè, nguyên cái tầng chà bá này thả tạ thoải mái đi. Đó, không có cột giữa, nhìn không gian trống suốt. Đó, đặc điểm của mô hình này là không có cột giữa. Còn bên quận 9 là hai cái trụ, còn bên quận 7 là chưa lên thiết kế nha. Nè này, thảm cao su nè, thả thoải mái đùng đùng. Thảm cao su này giống như bên Bình Tân thôi. Nè mấy nội thất có đem đồ để làm này không? Chưa xong á, mốt mấy cái mảng tường nó lên nội thất hết là đẹp lắm em. Tại vì bữa nay em đi coi là hơi sớm á. Nè không, nó chưa đồ làm nè. Nó chuẩn bị sẵn hết rồi, nó cắt nè. Cái lầu này là lầu thả tạ nha, nhưng mà tạ này là tạ dumbbell. Tạ dumbbell đồ, với máy đồ. Trên đây cũng vậy, hai tầng này dumbbell với máy hết. Tầng dumbbell tầng dưới này. Còn ở tầng ở trên đây chủ yếu là máy với flat. Má là mập quá. Trên đây có bố trí hai cái toilet nhỏ để cho mấy bạn có nhu cầu, mấy bạn tập ở trên đây, bạn chạy ở đây bạn đá. Bạn không chạy xuống dưới nó ra quần. Không, hai tầng giống nhau nha. Nó đều rộng và trống suốt vậy đó. Nói chung một tầng của tôi là bằng một sàn của người ta rồi đó. Mấy phòng riêng nó nhỏ ngoài thì diện tích nó được chừng sàn này thôi. Thảm là nhập về luôn, không có mua con nào hết đó. Nó nói chung mà làm mấy cái dự án này là khó con nào kiếm ăn được lắm. Tại vì làm hết trơn rồi. Không, nhập về nó gan cục cục vậy nè. Không. Nội thất trên đây thì chưa làm tới. Nó làm từ từ, làm từ dưới đi lên. Nội thất làm cả tháng rồi á. Không đùa đâu. Mấy cái gỗ á, mấy cái mảng tường trang trí rồi. Còn này vệ sinh xong lắp máy là xong phần máy. Phần trần là xong rồi, đi gọn dây là xong. Còn cái phần tường á thì nội thất nó vô làm, cái kiến nó vô làm là xong. Rồi xong rồi tới cái kho chứa mát nha. Tới kho chứa mát. Mệt quá. Đây. À, bao cát để như đây để tập nè. Thấy bao cát để ớn ăn không? Đó. Máy đồ quăng từ lưa hết. Bụi không thấy tội lắm. Đó. Và bình lắc nè. Má bình lắc cha con đồ quăng nè. Tạ nè. Ớn không? Cây côn nè. Mà không lao đi dơ quá cha. Cái côn gì hừng. Không, thấy cái sân rộng kinh chưa. Má cái sân đúng bự luôn. Mai mốt nó giải tỏ là tao mất nửa sân á. Mai mốt nó giải tỏ là tới cái đèn đầu tiên của em. Mấy em thấy cái đèn đầu tiên của anh không? Cái đèn đầu tiên của anh á là lớn vô một cái là mấy cái nhà nhỏ này nó bay mẹ hết nè. Đó, anh đang chờ giải tỏ đó mấy em. Giải tỏa đi là cái đường anh nó đẹp lắm, đường nó rộng thanh thang luôn á.
không? Đàng hoàng, sạch sẽ đàng hoàng chứ nó. Tới biệt thự rồi đó, thấy ghê chưa? Đẹp không? Khu này khu biệt thự nè, nó Di Nguyễn Tower, cái này là cái lỗ này là low cost nha. Cái lỗ này là low cost nha mấy em. Đó. Mở cửa ra, kéo cửa ra, cái lỗ này là low cost nha. Đồ mát quá. Đi thẳng cái hướng này ra Campuchia nè mấy em. Chạy hết bình xăng là đi cái hướng này ra Campuchia nha. Đồ mát quá mày ơi. Trời ơi, giờ nó mới được mát như vậy. Đó. Đóng vô, đóng vô, đóng vô. Má xài nhôm tàu mới đau chứ. Nhôm si pha mấy em. Nhôm si pha của tàu nhé. Xài nhôm tàu thì nó nhôm tàu thôi, không có xạo. Anh cho nó mấy em. Mẹ cái nhà này tàu với việc nhiều tiền lắm á. Nhôm si pha. Anh trộm leo không có tới đâu. Được không? Này khách sạn mấy em. Anh xây thêm khách sạn nữa. Đó, này khách sạn mà. Cái tầng này tầng khách sạn nha ông nội. Ủa ông biết hả? Má tầng này tầng khách sạn đó. Tầng này tầng khách sạn nha. Thấy không, phòng khách sạn. Nhỏ nhỏ vậy được rồi. Bỏ cái giường vô đây nha. Gắn máy lạnh vô đây nha. Toilet riêng luôn. Thấy ghê chưa? Toilet riêng, bồn cầu riêng luôn mà. Đó. Khách sạn gì được rồi. Phòng khách sạn nha mấy em. Đó, đẹp chưa, đẹp chưa? Nghe đây cái ụ như pháo đài, phòng nào cũng cái ụ hết. Nhìn kinh lắm em. Tâm lý vậy thôi chứ muốn gì nữa. Tâm lý vậy thôi chứ muốn gì nữa mày. Thấy cái hành lang đi đẹp không? Đó, phòng khách sạn mà. Đó, khách sạn. Ở à, đây phòng nữa nè. À. Cầu tuột vô thì mua thôi. Ok. Đẹp chưa? Đẹp không? Đẹp quá. Vãi xoài. Mở này ra coi. Nóng quá. Ok. Rồi. Cái chỗ này trên đầu nè. Đại chữ Di Nguyễn Tower. Đó. Cái chỗ này nhìn lại nha. Nhìn lại nha. Có thang máy mà ta thấm đi thôi. Nè nhìn lại nha nè. Đó. Di Nguyễn Tower. Dạ xong nè. Di Nguyễn Tower. Được. Bên đây là cái gì? Gym and Fitness. Cái này gym yoga. Quá kiếm tiền thế thôi. Xong rồi đi đèn viền làm dự án BBT by night. Đó đây là cửa sổ nhìn ra ngoài nha. Ở trên sân thượng nó còn trên sân thượng nó mỏng leo lên cả nó mày ghê lắm. Nhìn ở đây đủ ghê rồi. Hả ha. Thấy chưa? Thấy chưa mấy em? Nhìn xa xa hotel được quá trời kìa không? Nhà nào cao bằng ta? Ngoại trừ chung cư. Đó. Đây là cái trục đường mạnh chặn mấy cái cánh quân nó từ ở Campuchia qua nè, từ Tây Nguyên nè qua nè, Thủ Dầu Một qua, đồ Hóc Môn qua nha mấy em. Tất cả những cánh quân mà nó từ cái hướng đó qua nó phải chạy ngang đường huyết mạch này. Lúc đó anh tuyển cung thủ đứng trên thành này nó bắn xuống là chết hết. Nó không thằng nào nó công thành này nổi đâu mấy em. Nghe. Đây là cái hướng mà anh chặn cái bọn ở ngoài vô đó. Cái bọn từ Củ Chi, Hóc Môn nè, Thủ Dầu Một nè. Nó Campuchia vô cái hướng này. Nếu mà sau này anh cần mà anh xâm chiếm luôn Thủ Dầu Một á, thì từ cái thành này anh cử chừng 50 vạn quân thôi. Nó đi lên Thủ Dầu Một bên kia là 20 cây. Là nó hạ thành Thủ Dầu Một trong vòng một ngày nha mấy em. Đó ha, hiểu không, hiểu không? Rồi cái hướng trong này là anh quất mấy thằng từ Gò Vấp qua nè. Hướng bên này là anh quất từ mấy thằng Gò Vấp qua. Mấy thằng bên Gò Vấp với Tân Bình nó đi đường này qua nè. Chắc chắn nó phải đi đường này. Nha. Gò Vấp Tân Bình chắc chắn nó phải chạy ngang đường này. Hay nói khác là từ cái hướng mà tỉnh Bình Dương nè. Bình Dương nè, rồi Củ Chi nè. Nó muốn vô Sài Gòn nó phải đi ngang đường của anh. Anh chỉ cần phong tỏ con đường thôi nó xong. Còn cái hướng mà anh thấy khu dân cư mình nằm xa xa rồi kia không? Tức là bây giờ là cái khu dân cư này á, là khu dân cư mà Thới An thì bỏ đi. Em nhìn cái khoảng trống trống ở giữa kìa, cỏ không kìa. Qua khỏi trống trống đó nó còn khu dân cư nữa. Thì đó là khu dân cư Thạnh Xuân của quận 12 nha. Khu dân cư mà Thạnh Xuân đó mấy em. Nó đường Hà Quý Giáp ở dưới. Nó cũng giàu lắm, nó sẽ lên đây để tập gym.
tại vì dưới chỗ nó không có, hiểu không? Hiểu không em? Rồi đi tiếp. Có thấy lên mạc không anh? Lên mạc kìa. Tao nói chung mà tứ trụ, tao tứ cái trụ nào cũng thấy lên mạc hết á. Mày thấy lên mạc chưa? Hả? Chưa chưa, tao cũng chưa thấy nữa. À thấy rồi. Thấy lên mạc, mày thấy lên mạc chưa? Hả? Mày thấy lên mạc chưa? Chưa thấy tao quay cho mày thấy nha, từ từ tao đứng ngoài đây hơi ghê mày. Nè, thấy lên mạc không? Bây giờ mày nhìn cái tòa nhà cao nhất kìa. Sau tòa nhà cao nhất mày thấy cái gì đen đen không? Cái đó là lên mạc đó. Mày thấy cái tòa nhà cao nhất chưa? Đó. Cái tòa nhà cao nhất đó, sau tòa nhà cao nhất đó, ngay sau luôn. Cái gì đen đen nó chỉa lên đó, lên mạc đó. Ở đằng sau này nè. Đó. Đường Nguyễn Ánh Thủ, đầu trung tâm quận 12, đằng sau lưng anh đó. Thấy không? Tân Bình là cái hướng này anh quay nè, quay là hướng này là hướng Tân Bình nè. Nè, ghê chưa? Mát không? Mát lắm á. Chỗ này nhiêu tháng? 1 triệu tháng em. 1 năm 6 triệu. Rồi bây giờ đi thang bộ xuống coi lại hay là đi thang máy mấy em? Mấy em muốn đi thang nào? Anh ra anh cho coi tụi em coi mặt tiền. Phòng nằm ở Lê Văn Khương anh, đúng rồi em. Kịch. Nóng quá, rộng quá. Đó, kịch. Nó ra, vô. Rồi. Nhấn B luôn ha. Nhấn B luôn đi. Đó, nhấn B luôn. Trống đồng Lam Sơn nha, biểu tượng quá là vẫn là trống đồng Lam Sơn như cũ. Hiểu không? Nè, cái giá tháo qua này không? Trống đồng Lam Sơn. Chết mẹ, xuống B kẹt cái chỗ nãy đâu đi ra được đâu. Đi lên một lại. Thang máy hãng gì anh? Hãng gì tao chả biết nữa. Cái thằng này nó làm cho anh ở bên Bình Tân rồi, anh kêu nó làm luôn á, chứ anh đâu biết nó hãng gì đâu. Nè hãng gì nè, nó thấy hãng gì không? Đọc đi. Đó, cái này tầng hầm để xe mấy. Ra ngoài kia mà nó bị kẹt cái chỗ này đi không được nè. Không. Không những nhanh mà còn êm nữa. Thang máy xịn mà đi là phải êm. Tầng sau qua là khác liền. Này là hai mảng tường cây. Tầng sau nữa anh cho nó làm. Tầng sau anh cho nó tập trung làm quảng cáo với máy lạnh. Đó. Để dọn cái đống này cho sạch sẽ. Dọn cái đống này sạch sẽ là làm thang rồi làm tường cây. Thấy không? Cái này dốc đam thôi. Dốc đam là Lamborghini đi xuống được. Đó. Thấy không? Vẽ hai cái rạch này ra để cho người ta nhìn vô, ta đừng có đụng vô tường. Trời mưa như trời gió, không? Chạy xuống đây, nước nó theo cái rãnh này nó chạy xuống. Nó chạy xuống mà nó gặp cái đó. Nó gặp cái này nó hút vô đây bơm ra ngoài. Đơn giản thôi. Ở trong kia kìa, để máy phát điện, để bồn nước dự trữ đồ. Trên lầu là 6.000 mét rồi, ủa lộn 6.000 mét khối. Ủa 6.000 lít á. Ở đây để thêm bồn to đùng đó, 3-4.000 gì nữa là dự trữ. Cái hầm nước là 50 nữa. Mẹ chơi nào hết nước trời. Nó lỗ gì xong không dán ra đi ông nội. Đó, không chơi đèn, hệ thống đèn đường luôn không? Mốt chỗ này tối nó sáng kinh khủng luôn á. Nó đèn đường này hết luôn phải không? Bỏ tiền ra làm chứ nhà nước đâu có làm đèn đường đâu mấy em. Nhưng cái đường chỗ này nè, không? Bỏ tiền ra làm nè. Nó làm đèn đường. Đó, làm đèn đường. Đúng không? Thở mệt. Đó. Quá nó cao ghê không? Nó cao ghê không em? Tối này đông lắm. Tối mà này đông lắm.
thấy cái low cost không? Má cái này phải quay lại cam nhìn nó mới đẹp, quay về nhìn nó mới đẹp đó. Thấy cái low cost không? Còn miếng bên cạnh xe công quốc hồi đó nó không có bán, hồi đó nó không có bán mấy em. Nói chung cái nhà này của anh đó là mày đi xa chừng 2 km là mày thấy. Anh tính hết rồi, khi mà em đi xa chừng 2 km em sẽ thấy. Nhớ nha, dấu hiệu nhận diện nhà của anh nha. Nó nhìn cái nhà nó vậy là Duy Nguyễn Tower đó mấy em. Dấu hiệu nhận diện. Sao anh không sơn màu trắng kem cho đẹp? Má thằng Sơn nó lỡ tay. Cái này là thằng Sơn nó lỡ tay. Chứ tao kêu sơn màu kem, má nó đi nó sơn màu cam. Nó nói tại em thấy biểu tượng của Duy Nguyễn màu cam nên em sơn màu cam. Sơn xong người ta qua nó mới nói cái tường bên này là bị sai lầm nha mấy em. Tường bên này là thằng Sơn nó lỡ tay. Đại bàng của xóm chưa? Cái Hiệp Phú quận 9 có khởi công không anh? Để bữa nào tao đi qua bển tao cho mày coi. Bữa nào rảnh đó nè. Bữa nào rảnh tao đi qua bển cho coi nha. Cẩn thận không trẻ trâu nó ném đá anh Di ơi. Cho tiền ông cố nội nó cũng dám ném nữa. Em đại bàng khu này muốn ném mà ném hả? Ném đi. Không. Đường bao giờ mới giải tỏa ai biết. Hồi thấy mẹ rồi đi kiếm chỗ đặt cái mấy em. Chứ hồi chạy xe đường về nó xa. Đúng không? Mốt tường cây em đi nguyên mảng ở đây luôn mà. Còn quảng cáo đồ chưa làm mà. Sao lại làm quảng cáo đồ nhiều vô chứ. Thôi, về nha.